Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 tại Hưng Yên và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Hưng Yên thu ngân sách 9 tháng năm 2022 trên 45.000 tỷ đồng. Hộ người cao tuổi xã Thọ Vinh với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi Việt Nam mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2022, sáng nay Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022. Dự lễ phát động có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế, người cao tuổi tiêu biểu trên cả nước. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước giờ dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến dân hương tại đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước anh linh người đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc tới người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người mở đường và có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới của đất nước. Trước anh linh đồng chí Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện noi theo tấm gương mẫu mực, lòng trung thành, hết lòng vì nước vì dân của đồng chí, quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh. Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay có chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phát động tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ 8 thực hiện nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Mục đích là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nguồn lực, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và phát huy vai trò người cao tuổi, đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi. Hiện cả nước có gần 12 triệu người cao tuổi, trong đó có 10 triệu người đang sinh hoạt tại các cấp hội người cao tuổi tại các địa phương. Đến nay đã có trên 3,1 triệu người cao tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 1,7 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp xã hội, 1,4 triệu người cao tuổi hưởng chính sách người có công. Nhiều tỉnh, thành phố đã có chính sách quan tâm trợ cấp xã hội cho người cao tuổi hơn mức quy định chung của nhà nước. Bên cạnh đó, hiện cả nước cũng có trên 97.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia cấp ủy ở các chi bộ thôn ấp bản tổ dân phố, gần 85.000 người cao tuổi có uy tín đảm nhận các vị trí trưởng phó thôn tổ dân phố, 500.000 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở ở địa phương. Lễ phát động tháng hành động năm nay là năm đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội lần thứ 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng nhằm ghi nhận tôn vinh những đóng góp tích cực người cao tuổi trong xã hội, đồng thời quan tâm khích lệ việc bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Ban Chấp hành Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam kêu gọi người cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy vai trò tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Tổ chức hội các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò to lớn quan trọng của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có sự đóng góp nòng cốt của Trung ương Hội và Hội Người Cao Tuổi các cấp. Chủ tịch nước chúc người cao tuổi cả nước sức khỏe trường thọ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ sau con cháu noi theo. Trong năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, quan trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Chính vì vậy, tôi đánh giá cao Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức lễ phát động năm nay tiếp tục chủ
đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong tinh thần chủ đề của lễ phát động này sẽ lan tỏa sâu rộng, luôn trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, của mỗi người dân và toàn xã hội, để mọi người già, người cao tuổi Việt Nam, đặc biệt là người cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc tận tình như truyền thống kính già trọng thọ của dân tộc ta. Nhân lễ phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay, tôi đề nghị Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người cao tuổi, phát huy nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong việc bảo vệ, chăm sóc, an sinh xã hội tốt hơn của người cao tuổi, nhất là đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có ích. Tôi mong muốn người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống hạnh phúc, để đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình xây dựng đất nước có mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ Hưng Yên rất vinh dự tự hào được Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam chọn là nơi tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện Hưng Yên có trên 200.000 người cao tuổi, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tỉnh Hưng Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tỉnh phát triển bền vững. Trong đó, công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi được đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách quan tâm đến người cao tuổi cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Với nhận thức sâu sắc người cao tuổi là vốn quý của quê hương đất nước, trong thời gian qua, Hưng Yên ban hành nhiều cơ chế chính sách của tỉnh để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi, như hỗ trợ toàn bộ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho 74.000 người cao tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi, góp phần đưa tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 100% trên toàn tỉnh, mở rộng đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 13.000 người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi chưa được hưởng các chế độ của nhà nước, 100% người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa được nuôi dưỡng, chăm sóc ở tại các cơ sở trợ giúp xã hội hàng năm. Ngoài việc chúc thọ, tặng quà người cao tuổi theo quy định, người cao tuổi trên 90 tuổi trở lên đều được tặng quà trong các dịp Tết Nguyên đán. Điều đó thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tình cảm, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội của thế hệ sau đối với thế hệ trước. Các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác chăm lo người cao tuổi, xã hội hóa phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay Hưng Yên có gần 7.000 người cao tuổi đang tham gia công tác đảng, quản lý xã hội và hoạt động đoàn thể ở các cấp, đặc biệt là ở cơ sở. Nhiều người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư, thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc địa phương, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để mọi người trong cộng đồng học tập và làm theo. Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cam kết trước Chủ tịch nước, các bộ ban ngành trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và vận động nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện công tác người cao tuổi, chăm lo phụng dưỡng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã tặng quà cho 5 người cao tuổi tròn 100 tuổi tiêu biểu, 20 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân tích cực có nhiều đóng góp chăm sóc người cao tuổi được Chủ tịch nước vinh danh tặng kỷ niệm chương. Sau khi tham dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng thời gian qua.
đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp làm việc với Chủ tịch nước và đoàn công tác. Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn trình bày cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong những tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên phục hồi và tăng trưởng nhanh. Tổng sản phẩm GDP 9 tháng ước tăng trên 10%, cao hơn kế hoạch là 7%. Thu ngân sách đạt kỷ lục trên 45.000 tỷ đồng, bằng 263% kế hoạch thu cả năm. Tỉnh Hưng Yên kiến nghị Trung ương 9 vấn đề, trong đó đề nghị sớm sửa đổi luật đất đai theo hướng thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, có giải pháp tổng thể xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải, đề nghị nâng tỷ lệ xây dựng tại vùng bãi từ 5% lên 15%. Biểu dương những kết quả tỉnh Hưng Yên đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nhất trí vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên. Chủ tịch nước nhấn mạnh những điểm sáng của Hưng Yên như chỉ số tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng giao đều nằm trong top đầu cả nước. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lần thứ năm về làm việc với tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh khát vọng của tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hòa chung trong khát vọng của đất nước. Những gợi mở của Chủ tịch nước cùng đoàn công tác sẽ là định hướng chiến lược để tỉnh Hưng Yên thực hiện khát vọng này. Nội dung chi tiết buổi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết trong chương trình thời sự tối mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong nước ước tính tăng khá cao ở mức 13,67%, GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đã phát huy hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song 9 tháng đầu năm, kinh tế xã hội phục hồi và tăng trưởng với tốc độ được cải thiện, bình quân 9 tháng, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,41%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách ước đạt trên 45.000 tỷ đồng, tăng 240% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 231% so với kế hoạch. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đạt kết quả khá, đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, đạt trên 92% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế đạt nhiều kết quả tích cực, các chính sách hỗ trợ xã hội luôn được quan tâm. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, quý cuối cùng của năm 2022 có ý nghĩa quan trọng là thời gian nước rút để về đích, đòi hỏi chính phủ, các ngành các cấp phải tập trung cao độ, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không, nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022, tạo đà cho năm 2023. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động được bình yên, đời sống của người dân thêm ấm no. Có được thành quả trên là sự đóng góp không nhỏ của câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội do bà Đoàn Thị Hòa và Hội người cao tuổi xã Thọ Vinh thành lập. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Bà Cao Thị Chiến, ngụ ở thôn Quang Tiến, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, có người con trai cả nghiện ma túy đã gần 10 năm. Có người nghiện trong nhà, bao nhiêu tiền bạc, vật chất trong nhà đã tiêu tan, đổi thành ma túy, khiến bà Chiến rất suy sụp. Nhờ những buổi thăm hỏi của bà Đoàn Thị Hòa và những người cao tuổi trong câu lạc bộ đã vận động con trai bà Chiến đi cai nghiện, đến nay tình hình sức khỏe đã dần ổn định. Các bà
là đều đến động viên để cho cháu nó đi cai nghiện, cho nó qua cái đốt nghiện để cho đỡ khổ gia đình. Cháu nó cũng tiến bộ, nó cũng chịu khó đi làm, là nó cũng vẫn đi làm, thỉnh thoảng nó giúp đỡ tôi làm đỡ công việc của mẹ. Trước đây gia đình bà Nguyễn Thị Xuân thường xảy ra lục đục giữa bà và chị Trần Thị Ngọc là con dâu bà Xuân. Những buổi cãi vã tưởng như đã làm rạn nứt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng nhờ sự an ủi động viên của bà Đoàn Thị Hòa và hội người cao tuổi trong câu lạc bộ đã hàn gắn hạnh phúc gia đình chị Ngọc. Rất chân thành cảm ơn và bên cô Hòa là bên chống tệ nạn xã hội đã đến động viên giúp đỡ gia đình nhà tôi, và gia đình nhà tôi sẽ có sự thay đổi trong cuộc sống để đi lên. Cô là người gần cận với người dân chúng tôi, cô sát cánh với chúng tôi về mặt tình cảm và tinh thần. Tuyên truyền bà con nhân dân là chấp hành cái sự đoàn kết để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cho cái dân cư được yên vui là trách nhiệm của chúng tôi. Ký kết với câu lạc bộ với thôn xóm không để cho con em mình xảy ra cái điều gì trong khu dân cư. Câu lạc bộ chống tệ nạn xã hội thường xuyên phối hợp với công an địa phương thực hiện tốt công việc tự quản, đảm bảo an ninh trật tự trong xã, vận động các gia đình trong thôn không vi phạm pháp luật. Đó là điều kiện cần để xã hội phát triển kinh tế xã hội. Ngày lễ ngày Tết thì đều có đi tuyên truyền vận động nhân dân, ví thể như không đốt pháo nổ đến với các gia đình mà có người nghiện hoặc là có hiện tượng tranh chấp đất cát hoặc là vợ chồng khúc mắc thì đều đến hòa giải. Với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với trách nhiệm của người cao tuổi tích cực tham gia là bảo vệ phòng chống cháy nổ, không tàng trữ ma túy trong nhà. Gia đình hạnh phúc là cơ sở cho một xã hội văn minh phát triển. Thời gian tới, bà Đoàn Thị Hòa và những người cao tuổi trong câu lạc bộ có kinh nghiệm sống dày dặn sẽ tiếp tục thăm hỏi động viên nhiều gia đình, đảm bảo sự ấm êm trong xã hội. Ngày 30 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Lữ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng các làng tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2022. Tham dự liên hoan có 10 làng tổ dân phố văn hóa tiêu biểu đại diện cho 10 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Tại liên hoan có 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi những thành quả đổi mới về kinh tế, văn hóa xã hội, phong trào xây dựng làng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương. Liên hoan được tổ chức nhằm khơi dậy hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các địa phương gặp gỡ giao lưu, qua đó phát hiện nhân rộng những hạt nhân có năng khiếu làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao giải xuất sắc 3 giải A, 6 giải B, trong đó giải xuất sắc toàn đoàn thuộc về làng văn hóa thôn 3, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Nhờ tích cực đẩy mạnh việc rà soát và xử lý đất dôi dư, 9 tháng đầu năm 2022, huyện Khoái Châu đã thu trên 10 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư. Từ đầu năm đến nay, huyện Khoái Châu đã rà soát xử lý được hơn 90 hồ sơ đất dôi dư xen kẹt với tổng diện tích trên 4.300 m², thu được hơn 10,3 tỷ đồng. Trong đó, các xã xử lý được nhiều hồ sơ nhất là Đông Kết, Tân Châu, Hàm Tử, Đồng Tiến. Các xã có số thu cao đạt trên 1 tỷ đồng là Đồng Tiến, Tân Châu và Tân Dân. Riêng 7 xã Bình Kiều, Đại Tập, Đông Ninh, Liên Khê, Nhuế Dương, Ông Đình và Phùng Hưng chưa có số thu. Việc tích cực rà soát xử lý đất dôi dư sẽ giúp các địa phương quản lý tốt đất đai và có thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy mô hình camera giám sát đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nên đến nay các địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã vận động xã hội hóa lắp đặt được 90 camera tại cộng đồng. Từ hiệu quả mô hình camera an ninh tại phường Lam Sơn và xã Quảng Châu, đến nay trên địa bàn thành phố đã có thêm 3 địa phương là phường Nghĩa Nam, Quang Trung và xã Liên Phương vận động xã hội hóa lắp đặt, nâng tổng số camera được lắp đặt tại các địa phương là 90. Ngoài ra, thành phố còn lắp đặt 50 mắt camera trên các tuyến đường chính trung tâm thành phố Hưng Yên. Việc bố trí lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, những nơi đông người qua lại như trường học, chợ và lưu trữ dữ liệu trong nhiều ngày đã giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, điều tra và chấn chỉnh nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch vận động xã hội hóa, xây dựng mô hình camera an ninh ở các địa phương còn lại.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Nga sáp nhập 4 khu vực ở miền Đông và Nam Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã ngay lập tức ký đơn xin gia nhập Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, phía Mỹ phản hồi rằng nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine nên được thực hiện vào thời điểm khác. Phát biểu tại Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng, theo quan điểm của Mỹ, cách tốt nhất bây giờ để ủng hộ Ukraine là thông qua hỗ trợ thực tế trên thực địa. Quá trình gia nhập NATO nên được thực hiện vào thời điểm khác. Nếu đơn xin gia nhập của Ukraine được chấp nhận, các lực lượng NATO sẽ chính thức bị kéo vào cuộc chiến đối đầu trực tiếp với quân đội Nga và có khả năng leo thang xung đột. Bình luận của phía Mỹ được cho là gáo nước lạnh dội vào mong muốn gia nhập NATO của Ukraine. Ukraine đã đưa mục tiêu này vào Hiến pháp năm 2019. Đây cũng chính là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột với nước láng giềng Nga hiện nay. Giới chức Iran cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 30 tháng 9 nhằm vào một đồn cảnh sát ở miền đông nước này. Vụ tấn công diễn ra tại tỉnh Sistan Baluchistan khi một số phần tử bạo động thuộc các nhóm khủng bố chưa rõ danh tính đã cải trang thành các tín đồ đi cầu nguyện và tấn công đồn cảnh sát. Trong vụ tấn công này, có 19 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương, trong đó có các cảnh sát. Lực lượng quân đội và cảnh sát đã nhanh chóng được huy động ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng tham gia tấn công. Sistan Baluchistan là tỉnh nghèo nằm giáp biên giới Afghanistan và Pakistan, cũng là điểm nóng trong những vụ đụng độ giữa các nhóm buôn ma túy. Sáng sớm ngày 2 tháng 10, một trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Bắc Sumatra khiến ít nhất một người thiệt mạng, 9 người khác bị thương nặng. Động đất xảy ra trên đất liền, tâm chấn nông nên người dân cảm nhận được sự rung lắc rõ rệt. Nhiều người dân địa phương hoang sợ, chạy khỏi nhà. Nhiều cửa kính, vật dụng nhà cửa rơi vỡ, một số ngôi nhà bị hư hại. Sau trận động đất, hơn 50 dư chấn khác được ghi nhận. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết không có nguy cơ sóng thần, song cảnh báo khả năng lở đất tại các khu vực đồi núi. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế phòng dịch COVID-19 được ban bố hồi tháng 3 năm 2020. Với động thái này, các hạn chế liên quan dịch bệnh COVID-19 đều được bãi bỏ hoặc không bắt buộc áp dụng. Việc đeo khẩu trang hay đo thân nhiệt sát khuẩn tay không còn là điều kiện bắt buộc khi đi ra ngoài hoặc tới những nơi công cộng. Với khách nước ngoài, họ sẽ không phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh. Cũng từ ngày 1 tháng 10, Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống mức 1 là bệnh truyền nhiễm cần theo dõi và sẽ duy trì mức độ này đến hết tháng 9 năm 2023. Điều này là do tình hình dịch bệnh tại nước này ổn định và các biến thể virus gây bệnh hiện tại đang trong tầm kiểm soát. Vừa qua, một chú robot của Mỹ đã lập kỷ lục thế giới Guinness dành cho robot hai chân chạy nhanh nhất ở cự ly 100m. Trong thử thách chạy bộ cuối tháng 9 vừa qua, robot có tên gọi Cassie đã hoàn thành bài chạy nước rút 100m trong 24,73 giây, lập kỷ lục thế giới Guinness dành cho robot hai chân. Dù chậm hơn nhiều so với thành tích chưa tới 10 giây của những vận động viên tốt nhất thế giới, nhưng với robot, đây là một thành tích ấn tượng. Cassie là sản phẩm công nghệ của Đại học Oregon, được giới thiệu vào năm 2017 như một dạng nền tảng phát triển để nghiên cứu robot. Từ sau đó, robot tiếp tục đạt nhiều bước tiến. Năm 2021, robot này chỉ mất hơn 53 phút để chạy bộ 5 km. Trung Quốc vừa giới thiệu tới công chúng con sói Bắc Cực nhân bản đầu tiên trên thế giới. Con sói Bắc Cực nhân bản được giới thiệu với khách tham quan hôm 28 tháng 9 vừa qua tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Chú sói nhỏ này chào đời bằng phương pháp nhân bản vào ngày 10 tháng 6 trong một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh. Tế bào của sói nhân bản được lấy từ mẫu da của một con sói Bắc Cực hoang dã, được du nhập từ Canada đến Cáp Nhĩ Tân vào năm 2006. Hiện cháu sói nhân bản có tình trạng sức khỏe tốt về mọi mặt, không khác gì một con sói Bắc Cực hoang dã ở cùng độ tuổi và sống cùng với chó mẹ mang thai hộ của nó. Sói Bắc Cực được cho là đã tiến hóa từ một dòng dõi chó sói khác cách đây khoảng 50 triệu năm. Do mối đe dọa liên tục từ những kẻ săn trộm và môi trường sống thu hẹp, sói Bắc Cực đã bị liệt kê vào sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.